Năm lý do vì sao cung cử giải là cung hoàng đạo hoàn hảo nhất vòng tròn hoàng đạo. Có rất nhiều người đưa ra nhận định rằng, những con người thuộc cung cử giải là những người hoàn hảo nhất trong 12 cung hoàng đạo. Sở dĩ nhiều người cùng đưa ra nhận định này, vì họ mang nhiều tính cách, phẩm chất cao đẹp. Ngày hôm nay, hãy cùng mật ngữ 12 chòm sao, khám phá năm lý do vì sao, cử giải lại được coi là cung hoàng đạo, hoàn hảo nhất vòng tròn hoàng đạo. Lý do thứ nhất, cử giải là những con người tốt bụng. Những chú cua này có một tấm lòng vô cùng tốt bụng, họ giàu lòng trắc ẩn, và luôn thương cảm trước những mảnh đời, hoàn cảnh kém may mắn. Hơn nữa, những người sinh ra dưới chòm sao cử giải, còn sẵn sàng giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Thậm chí, họ có thể quên đi lợi ích của chính bản thân mình, để giúp đỡ mọi người. Lý do thứ hai, cử giải thông minh, và có tinh thần nỗ lực cố gắng. Để trở thành một con người hoàn hảo, chúng ta cần có trí thông minh, sự tài giỏi, cũng như tinh thần cầu tiến vươn lên, và cử giải có đầy đủ những thứ đó. Những chú cua này, có trí thông minh cao, cùng với đó là khả năng sáng tạo hơn người. Đặc biệt trực giác nhạy bén, giúp họ giải quyết các vấn đề, một cách nhanh gọn và đạt hiệu quả cao. Cự giải là những con người luôn không ngừng nỗ lực. Họ thường đặt ra mục tiêu, kế hoạch cho bản thân. Khi đã có mục tiêu cho mình, họ sẽ lập tức bắt tay thực hiện, và nỗ lực cho đến lúc hoàn thành. Những cự giải cũng không phải kiểu người, thích nhờ vả hay ỷ lại vào người khác. Họ sẽ tự thân vận động, cố gắng bằng chính thực lực của mình, chính sự cố gắng ấy giúp sự nghiệp của họ càng ngày càng thăng tiến. Lý do thứ ba, cự giải là một chuyên gia tâm lý, với sự nhạy bén hơn người. Trong phương diện đối nhân xử thế, cự giải được đánh giá là một người vô cùng nhạy bén. Những cô nàng, anh chàng cự giải có thể dễ dàng nắm bắt được tâm tính, cảm xúc của đối phương. Từ đó họ có thể quan tâm, chăm sóc, đưa ra những lời khuyên đúng mực nhất. Sự nhạy bén đó giúp cho đối phương dễ mở lòng để chia sẻ mọi thứ với bạn. Hãy thử tưởng tượng, người yêu của bạn là một chàng cự giải thì sẽ không bao giờ họ để bạn tự gặm nhấm nỗi buồn một mình mà sẽ nhanh chóng nhận biết, cùng chia sẻ giúp bạn vượt qua nó nhanh chóng. Sự nhạy bén đó cũng giúp họ rất nhiều trong công việc khi luôn cẩn trọng trước mọi quyết định, cũng như nắm bắt tốt các cơ hội có lợi cho bản thân. Lý do thứ tư, cự giải là những con người của gia đình. Những nàng cua thì mỏng manh, dịu dàng, luôn vun vén cho gia đình, hết lòng vì gia đình. Còn những chàng cua thì luôn nỗ lực hết mình để kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Họ luôn biết cách sắp xếp công việc, sao cho luôn có những khoảng thời gian dành riêng cho gia đình. Với họ, gia đình luôn chiếm giữ vị trí quan trọng nhất. Lý do thứ năm, cự giải là những người son sắt một tình yêu. Những chú cua luôn lọt top, những cung hoàng đạo trung thủy nhất. Khi đã yêu, họ yêu chân thành, dành trọn cả trái tim cho đối phương, hết lòng vì người mình yêu. Họ dịu dàng, quan tâm sâu sắc tới cảm nhận của đối phương. Không những thế, họ còn là tuýp người lãng mạn, rất văn thơ bay bổng. Nên bạn đừng lo khi yêu họ sẽ khô khan, thay vào đó là những bất ngờ đầy thú vị đấy nhé. Những cô nàng cự giải thì luôn nhẹ nhàng, mỏng manh, cần che chở và đặc biệt rất xinh đẹp. Nam cự giải lại ấm áp, tràn đầy quan tâm. Với những lý do kể trên, hẳn bạn có thể thấy cự giải thực sự là cung hoàng đạo hoàn hảo nhất. Nếu bạn đang được một chàng trai hay cô nàng là cự giải yêu thương, thì hãy giữ thật chặt con người hoàn hảo này nhé.